Nguyễn rao bán lô đất 16 tỷ, hé lộ mình là đại gia bất động sản phố núi. Thân Nguyễn là một trong những YouTuber nổi tiếng nhất và cũng gây tranh cãi nhất Việt Nam, liên tục gặp phải drama, bị chỉ trích từ năm này qua năm khác. Thế nhưng Thân Nguyễn vẫn duy trì được công việc và độ hot nhất định khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Nhất là gần đây, kênh chính của cô nàng đã chạm mốc 9 triệu người theo dõi, rút ngắn khoảng cách đến với nút Kim Cương. Với số lượt theo dõi và view khủng ở các video, dù chưa từng công khai mức thu nhập nhưng ai cũng mường tượng được Thân Nguyễn thu về khoản tiền không nhỏ. YouTuber này từng hé lộ thu nhập của cô không phải cao cũng không phải là thấp cho một người gần 30 tuổi, nhưng con số hàng trăm tỷ mỗi năm theo lời đồn là không chính xác. Không biết nữ YouTuber này giàu có cỡ nào, thế nhưng bài rao bán đất mới đây trên trang cá nhân phần nào hé lộ một phần tài sản của cô nàng. Theo đó, Thân Nguyễn đang muốn bán một lô đất giá 16 tỷ. Cô nói, vì đất khó bán quá nên ai giới thiệu em bán được lô đất đập, em gửi 1% nha. Lô đó em bán 16 tỷ, em lười lắm nên không cắt lô đâu. Thực ra em đã bán quá rẻ so với thị trường rồi á. Em không làm môi giới bất động sản đâu, đất em luôn. Trời ơi, em ẩu dễ sợ ẩu, bán đất trong sổ 43m ngang mà em cứ tưởng 40m ngang, xong rồi bán giá hơi hớ. Xong em nói với chị em, lỡ rao giá đó rồi thì thôi bán giá vậy luôn đi. Với 10 cuốn sổ đỏ sở hữu đất ở quê nhà Đắk Nông, nhưng do công việc bận rộn, cô nàng còn chưa đi thăm hết đất. Trời ơi, mua xong không biết có bao nhiêu luôn, trên thành phố em cũng còn ít sổ nữa. Em không có xe hơi, không có quần áo xịn, em bán đất để ăn thôi chứ không tiêu xài hoang phí. Bên dưới bình luận cô nàng cũng không ngại khoe, còn vài cuốn nữa trên thành phố nữa. Thông tin này khiến cư dân mạng trêu đùa rằng cô đúng là đại gia bất động sản. Trả lời nhận xét của fan, Thân Nguyễn khiêm tốn hết mực rằng mình chỉ là nông dân đích thực, kiếm ăn từ đất mà thôi. Drama sinh vía học giỏi dường như là bước sải chân chí mạng khiến nữ YouTuber Thân Nguyễn bị cả cộng đồng quay lưng. Sau lùm xùm này, cô nàng tạm lắng xuống, không xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người bạn diễn cùng là Tiểu Bảo Bảo lại không ngừng dọn đường cho sự trở lại của cô nàng Bình Dương. Sau một tháng ngập lặng, kênh Thân Nguyễn comeback với tuyên bố rõ ràng về mục tiêu đạt được nút Kim Cương. Chúng mình đã đi được 9 trên 10 chặng đường rồi, chỉ còn 1 triệu lượt đăng ký nữa thôi. Đây anh nghĩ sẽ là một phần thưởng cực kỳ ý nghĩa dành cho chị Thơ, thành viên trong ekip chia sẻ. Khi ấy, chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Phần lớn cư dân mạng tỏ ra bức xúc tức giận trước sự lưng lẹo của kênh Thơ Nguyễn sau những pha lên án gay gắt. Chưa hết, đội ngũ này còn lập thêm một kênh mới với nghệ danh Ngây Thơ, mang tên Thơ Lơ Mơ. Tại đây, nữ YouTuber tiếp tục sản xuất và đăng tải video như đã từng làm ở kênh cũ. Người dùng cho rằng động thái này để cư dân mạng tạm quên và ngừng tấn công tài khoản hơn 8 triệu sub của cô nàng. Mãn đi một thời gian, dân tình được dịp ngỡ ngàng bật ngửa khi kênh Thơ Nguyễn đã tăng lượng lớn lượt theo dõi, hiện tại đã chạm mốc 9 triệu, đến gần hơn với mục tiêu nút Kim Cương, dù đã bị kêu gọi tẩy chay. Các video cũ trên kênh này cũng được ekip mở chế độ công khai chứ không tạm ẩn như thời điểm gặp phốt. Chính những hành động nhiều mục đích này khiến lượng anti-fan của cô ngày càng tăng nhiều hơn. Bộ phận này kiên trì thả gạch đá vào những sản phẩm của Thơ và ekip. Không phải dạng vừa đâu, Thơ Nguyễn thỉnh thoảng lại lên tiếng đáp trả những ý kiến này. Cách đây không lâu, một tài khoản mạng xã hội cho rằng phong cách mà Thơ Nguyễn đang theo đuổi không phù hợp, làm quá lố, cố cư sừng làm ngá. Thơ Nguyễn đã 30 tuổi rồi, nhưng hành động ăn mặc tưởng như mới 20. Lên tiếng phản pháo nữ YouTuber đốt chát chùa hoa, bạn này nói chuyện đúng là kỳ cục luôn, hình như là rớt cái duyên rồi. Thân Nguyễn còn tự nhận mình mới 10 tuổi, chẳng có ai 20 tuổi hay 30 tuổi mà tết tóc cây mía, đầu đeo đầy kẹp tóc hoa đầy nơi như thế này. Cô nàng còn trêu ngươi anti bằng cách thể hiện biểu cảm hệ trẻ con. Đoạn clip thu hút cả triệu lượt xem trên TikTok gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ Thân Nguyễn thì cho rằng đó là quyền tự do của cô gái Bình Dương và không ai có quyền can thiệp hay bình luận. Thế nhưng một bộ phận lớn người phản đối thì khẳng định nữ YouTuber này nên sống đúng tuổi hơn, theo đuổi style ngây thơ nhưng cũng cần biết tiết chế, chứ không nên lạm dụng đến mức lố bịch, dẻo quá như ở thời điểm hiện tại. Chưa kể, cách thể hiện thái độ gay gắt với anti cũng bị cho là bất lịch sự, ăn thua.